Xin chào các bạn, mình tên là Minh Dũng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về tập tin dữ liệu của Visual Pro. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về lệnh là copy to, tức là lưu tập tin dữ liệu. Rồi lệnh append from, tức là thêm các mẫu tin từ một cái tập tin dữ liệu khác vào trong cái tập tin dữ liệu đang mở. Rồi chúng ta học mở rộng thêm lệnh row. Chúng ta học thêm lệnh modify structure, tức là sửa đổi lại cấu trúc của mẫu của tập tin dữ liệu, và lệnh grid table, tức là grid table trước đây chúng ta thao tác qua màn hình, bây giờ chúng ta thao tác qua câu lệnh. Mời các bạn theo dõi. Sau khi khởi động lên thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại tập tin. Hôm trước chúng ta gọi view phát sinh ở prolog. Rồi, chết rồi. Hôm nọ vì học cái lệnh giáp mà chúng ta đã xóa sạch hết các mẫu tin ở đây rồi. Nhưng mà rất may là tôi có lưu cái tập tin phát sinh này ở trên đĩa USB của tôi. Và bây giờ tôi sẽ đổi dữ liệu từ cái tập tin ở trên USB vào cái tập tin D học Visual Fox ở đây. Thì chúng ta có cái lệnh là append. Thì cái lệnh append này có thêm nhiều cái từ khóa phía sau. Bữa trước là chúng ta học là append blank, tức là thêm một cái mẫu tin trống. Hôm nay chúng ta học tiếp là append from, thì nó sẽ thêm từ đâu. Ở đây cái tập tin ở trên ổ đĩa USB của tôi là g2 chấm sạc học Visual Fox Pro sạc phát sinh. Ở đây tôi gõ sai mất chữ học. Rồi, xong. Ở đây nó thông báo là có 8 record được thêm vào. Chúng ta kích vào đây. Đó, đây là nó lại ra như cũ rồi. Đó, thế là vô tình mà các bạn biết thêm một câu lệnh nha. Câu lệnh là append from. Thế là bây giờ, nếu chúng ta muốn lưu dự phòng cái tập tin phát sinh này, chúng ta muốn lưu cất nó lên chỗ nào để lỡ mà mất thì chúng ta lại sẽ lại là append from lại. Thì chúng ta có một cái câu lệnh là copy. Copy. Ở đây nó cũng có nhiều cái từ khóa tiếp theo, nhưng ở đây là chúng ta học là copy to. To. Thì to ở đây á là chúng ta copy lên một cái tập tin DBF thôi. Copy to tức là copy lên một cái tập tin DBF. Thì trong đây nó có một cái cú pháp của câu lệnh. Cú pháp của câu lệnh ở đây thì rất là dài dòng mà tôi cũng không 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 nắm hết được hết tất cả các cái cú pháp ở đây. Tôi xin nêu một số cái mà chúng ta hay dùng thôi. Đầu tiên chúng ta copy to filename, thì chúng ta phải có filename với đã, như chúng ta rất là lưu thì chúng ta chỉ cần muốn lưu thôi, nhưng mà nó sẽ mặc định của nó sẽ cho ra là lưu lên cái file là lưu.tbf, tại vì cái gốc của chúng ta đây là phát sinh.tbf, thì nó sẽ là tạo ra được cái file là lưu.dbf. Rồi tiếp theo chúng ta có cái từ khóa này nữa, từ khóa for. For thì for đây chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu tin ở đây. Chúng ta có thể là for là số tiền lớn hơn 1 triệu. Đó, hoặc là for for là chúng ta có cái từ là phiếu thu là nằm trong cái số chứng từ. Đó, thì nó sẽ lưu lưu tất cả những cái phiếu thu đây đây. Đó, lưu được 2 phiếu thu, còn những cái phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập nó sẽ không không lưu vô cái tập liên lưu này. Đó là cái từ khóa for này cũng rất là hay gặp. Đấy, các bạn gặp nhiều thì các bạn nhớ. Sau for là một cái biểu thức logic, thì những cái nào á mà cái biểu thức logic này á nó trả về giá trị đúng thì nó sẽ thực hiện trong cái câu lệnh đó, câu lệnh mà có cái lệnh for này. Thì ở đây chúng ta lưu hết đi, lưu hết và sao lại đi copy to lưu, đó là lệnh lệnh đấy. Rồi bây giờ các bạn có thể an tâm, các bạn này giáp cái tập này thoải mái luôn, các bạn giáp đi, giáp sạch sẽ rồi. Các bạn view lại này, view này, rollout này, không còn gì hết. Thì bây giờ các bạn lại append from thì sao?
lúc mà ta copy đây á, copy to lưu, ta chỉ nói mỗi cái tập, nói cái tên tập tin thôi, thì nó sẽ lưu vào cái thư mục mặc định. À, chúng ta đã tạo từ từ những buổi đầu á, thư mục mặc định của chúng ta là đang làm việc trong cái thư mục là Devision Pro. Đó, thì bây giờ ở đây ta cũng append from lưu thôi. Đó, thì nó sẽ tìm cái tập tin lưu ở đâu? Nó sẽ tìm cái tập tin lưu này ở đâu? Thì nó cũng sẽ tìm ở D học của Junfox rồi. À, thì chúng ta vào append from lưu. Rồi, không báo lỗi gì là được. Chúng ta kích vào đây. Đó, nó sẽ có. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem có đúng là có một cái tập tin lưu.dbf ở trên cái đĩa D trong thư mục học với Junfox rồi không nha. Chúng ta dùng lệnh đi, bạn vẫn nhớ lệnh đi không? Đi lưu chấm sao. Đó, đây là tập tin lưu. Tập tin lưu này đã phát sinh từ khi chúng ta thực hiện cái lệnh này, thì nó đã phát sinh ra tập tin lưu này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ append from lưu. Thế là chúng ta được được hai lệnh đấy nha các bạn. Thế bây giờ tôi nói thêm một vấn đề mới nữa. Thì trong cái tập tin phát sinh này á, ban đầu tôi chỉ cho là một số trường rất là cơ bản thôi. Nhưng mà về sau chương trình phát triển lên đó thì nó có thể thêm rất là nhiều cột. Thì ở đây bây giờ tôi cần thiết là tôi thêm một cái cột nữa là cột hạch toán. Hạch toán tức là cái này á, cái phát sinh này á thì sẽ ghi nợ vào tài khoản nào và ghi có vào tài khoản nào. Đó. Thì về cái vấn đề kế toán đó thì có lẽ là tôi sẽ làm một cái clip riêng về vấn đề kế toán. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì chúng ta cứ thêm vào đây là hai cái trường, là một cái trường là tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có. Thế bây giờ muốn sửa lại cái cấu trúc của cái bảng này thì chúng ta phải dùng một cái lệnh. Một lệnh thì ở đây chúng ta có cái lệnh là modify struct. Structure là cấu trúc, modify là biên soạn. Trong một cái tập tin dữ liệu chúng ta đang mở ra như thế này rồi, chúng ta chỉ cần gõ cái lệnh là modify structure thôi thì nó sẽ ra ở đây. Đây, các bạn còn nhớ lại cái bảng này đúng không? Bảng này là một cái giao diện giúp cho chúng ta tạo nên cấu trúc của một cái tập tin dữ liệu. Thì ở đây các bạn sau cái cột nội dung rồi thì chúng ta sẽ có một cái cột là cột tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có. Là đứng ở cái chỗ cái cột số tiền đây, chúng ta insert vào. Đó, new field tức là trường mới. Trường mới chúng ta đó là tài khoản ghi nợ. Ở đây chúng ta chọn character 10 ký tự. Chúng ta tiếp tục xuống dưới này. Insert tiếp. Ở đây ta lại có là tài khoản ghi có character 10 ký tự. Đó. Thì xong rồi chúng ta click OK. Ở đây tôi nói thêm một cái là tập tin dữ liệu rồi á, thì nó chỉ có đơn giản là ở phần bên này thôi các bạn, và một một ít ở trong cái phần index này thôi, để chúng ta sẽ học sau. Còn toàn bộ những cái này á, những cái ở phía bên này á, là tập tin dữ liệu, nhưng mà nằm trong một cơ sở dữ liệu thì nó sẽ có thêm các cái chức năng này. Thì cái này chúng ta có thể là học và mai mốt chúng ta sẽ học lướt qua thôi. À, sau đó thì chúng ta click OK. Yes. Rồi bây giờ chúng ta browse thử coi nha. Rồi browse. À, browse không được các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì browse á là nó sẽ lưu lại hết các những cái hình thức hiển thị ở trước đây. Trước đây nó hiển thị chỉ có là bốn cột này thôi. Cho nên bây giờ thì nó browse thì nó cũng chỉ hiển thị bốn cột thôi, mà các bạn muốn hiển thị đủ á, thì các bạn browse thôi. Này, row các bạn kéo qua đây, kéo vào thì các bạn sẽ thấy là có tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta chỉnh sửa nó lại, chúng ta đưa nó vào đây. Đấy, tạm thời như vậy đi.
Rồi sau đó, giả sử sau đó chúng ta bấm Ctrl đúp là đóng đóng cái bảng Brawl lại, thì chúng ta dùng lệnh Brawl lab thì nó sẽ ra như thế này. Đó là tác dụng của chữ Brawl lab. Tiện đây á, thì tôi cũng giới thiệu thêm cho các bạn luôn về cái lệnh Brawl này. Lệnh Brawl này á thì các bạn click một cái các bạn thấy này, cú pháp của nó quá trời luôn. Nhưng mà ở đây á là tôi chỉ xin giới thiệu vài cái từ khóa quan trọng thôi. Từ khóa thứ nhất là fill. Fill tức là xem cái cột nào, FILD. Fill. Thì ở đây chúng ta chỉ xem cột số thứ tự với cột ngày thôi. Thì đó là số số chứng từ. Số chứng từ. Ở đây chúng ta có thể thêm một cái tùy chọn nữa, cái này có cũng được, không có cũng được. Thêm cột số chứng từ, nhưng mà cột số chứng từ này chúng ta cho nó độ rộng là 40. Đó, rồi. Xong chúng ta phẩy một cái. Chúng ta tiếp tới là cột ngày. Cột ngày chúng ta lại muốn cho cái độ rộng của nó là 60. 60. Xong. Chúng ta gọi Enter. Đây. Ở đây nó chỉ cho là có hai cột thôi. Hai cột như thế này thôi. Đó. Và bây giờ chúng ta đóng lại nha. Rồi. Ở đây chúng ta có thể kèm thêm một cái lệnh for đây. Lệnh for này thì các bạn gặp nhiều rồi đúng không? For. Phía sau for là một biểu thức logic. Thì như là for số tiền lớn hơn 2 triệu. 456 rồi. Rồi, nếu vậy nếu mà chúng ta ấy bao cái chúng ta đặt điều kiện là số tiền đó, thì ở đây chúng ta cho nó thêm một cái cột số tiền nữa đây. Đấy. Số tiền rộng bao nhiêu, số tiền chúng ta cho nó rộng là 30 thôi, được rồi. Và chúng ta gọi Enter. Đây thì các bạn thấy là tất cả chúng ta là có 8 mẫu tin, có 8 mẫu tin, nhưng mà bây giờ nó lọc ra nó chỉ cho những cái mẫu tin nào mà có phát sinh là lớn hơn 2 triệu thôi. Hơn 2 triệu thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là chỉ có là 3 mẫu tiền lớn hơn 2 triệu. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử nữa nha. Ở đây là đúng là mẫu tiền số 1 này là 12 triệu lớn hơn. Bây giờ chúng ta kích xuống ở dưới này. Đúng là liền kề đây là mẫu tiền số 2, đúng rồi. Rồi, cách ra số 3, số 4, số 5, số 6 số tiền đều nhỏ hơn 2 triệu hết. Cho nên là từ mẫu tin này là mẫu tin số 2. Và các bạn xuống đây thì tới mẫu tin số 7 là nó mới là được cái 8 triệu, nó mới lớn hơn cái 2 triệu này thì nó mới hiện ra. Đó. Thì lệnh Brawl là chỉ nghiên cứu thêm cái từ khóa fill và từ khóa for thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu nốt một cái câu lệnh về tập tin cơ sở, tập tin dữ liệu. Thì hôm trước chúng ta đã học lệnh grid. Grid là tạo một cái tập tin dữ liệu. Thì ví dụ như là grid, thì bây giờ chúng ta tạo một tập tin số dư đi. Số dư thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Nhưng mà trong chương trình đó, đôi lúc là chúng ta vẫn phải tạo tập tin, nhưng mà chúng ta không có thể nào mà xuất hiện một cái bảng như thế này để mà chúng ta tạo tập tin cả. Thì nếu trong chương trình đó thì chúng ta sẽ tạo được tin bằng bằng một câu lệnh, thì câu lệnh của chúng ta sẽ là grid, cũng là grid, nhưng mà nó tiếp theo của nó là table. Table là cái bảng á, bảng dữ liệu các bạn. Thì tiếp theo ở đây á là table name mà chúng ta gọi là số dư. Cắt một cái rồi, cái này các bạn cứ làm theo hướng dẫn thôi. Đầu tiên chúng ta mở ngoặc. Thì cái tập tin số dư này á, thì nó có là tài khoản ở đây á là cái cột tài khoản của nó dữ liệu là kiểu character, ta là có 10 ký tự, là nó thống nhất với lại cái tài khoản biến động và tài khoản ghi có ở bên cái tập phát sinh các bạn ạ. Cái cột thứ hai là cái cột là nội dung tài khoản
tức là ví dụ như là tài khoản số hiệu 111 thì nội dung của nó là tiền mặt đó. Thì bây giờ chúng ta cái nội dung của nó cũng là dạng character và chúng ta cho đây là 40 ký tự. Và cái thứ ba nữa là số dư, số dư SD này cho nó gọn. Số dư là ví dụ như là đầu kỳ đó thì tiền mặt chúng ta có 10 triệu thì cái con số 10 triệu chúng ta sẽ lột sẽ lưu vào trong cái số dư này. Thì số dư ở đây á thì nó sẽ là dạng dạng số, và số ở đây chúng ta thống nhất là 10 12 con số. Nó tìm Việt Nam thì không cần số lẻ đâu, thì chúng ta đóng ở đây và chúng ta đóng ngoặc lại, sau đó chúng ta enter đó. Bằng một câu lệnh là chúng ta đã tạo được một team tập tin rồi, và khi nó tạo xong thì nó mở tập tin luôn là như thế này các bạn ạ, tức là nó đã mở sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ có là row thôi đó. Các bạn thấy coi là tài khoản nè, nội dung tài khoản nè, số dư nè, bây giờ chúng ta bấm Ctrl Y là thêm một mẫu tin nè, tài khoản 111 nè, nội dung là tiền mặt nè, và đầu năm là chúng ta có 10 triệu ở trong tài khoản nè đó. Đấy, thế là hôm nay chúng ta học thêm cái lệnh là Create Table nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ôn lại các vấn đề đã học. Trước hết là lệnh copy to để lưu một cái tập tin đang mở. Lệnh thứ hai là lệnh append from, tức là để cập nhật thêm các mẫu tin cho tập tin đang mở từ một tập tin khác. À, cái thứ ba chúng ta học là lệnh row, thì bữa nay chúng ta học thêm hai cái từ khóa phía sau là row fill, tức là xem cột nào, và row for, tức là xem theo điều kiện lọc. Rồi chúng ta lại học được cái lệnh modify structure, tức là thay đổi cấu trúc của một cái tập tin dữ liệu đang mở. Và cuối cùng một cái lệnh quan trọng mà cũng tương đối khó là lệnh create table, tức là tạo một tập tin dữ liệu bằng câu lệnh. À, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các bạn thích thú thì các bạn hãy kích nút like và giới thiệu cho nhiều người khác cùng xem. Xin chào các bạn.